Ôi không thể nào mà. Chắc là mình sẽ phải xem quảng cáo nhiều thì mới có thể nâng cấp cái con lính của mình nó mạnh lên để có thể là win được anh em. Đuổi nha. Ây chà. Mày á bưởi. Mày á bưởi. Ây da. Ây da. Trời ơi, mình nâng cấp cỡ đó luôn mà quýnh mà không lại con Toruna nữa nè mà. Ây da, trời ơi. Ây da. Hello anh em, chào mừng anh em sẽ lại tiếp tục channel của mình. Và hôm nay mình sẽ chơi một cái tựa game mới, đó chính là tựa game Ninja Stickman 5. Mình thấy tựa game này hình như là nó mới ra thì phải anh em. Mình thấy là nó trong có mục mới của CSGO á, mà không biết là nó ra hồi nào, không biết là có mấy anh em đã chơi chưa. Thì Ninja này nó cũng nhiều rồi anh em, mà không biết là tựa game này nó ra khi nào. Mà này là đặc biệt là nó là tiếng Việt của anh em. Xin chào, đây là Sasaki. Ủa Sasaki, Sasaki á. Ủa, Sasaki hết em. Ta sẽ dạy những điều cơ bản một ninja cần biết. Hãy kéo nút di chuyển lên trên. Đây, kéo lên nha em. Kéo qua đây, xuống. Đó. Ôi, phải bay luôn anh em à. Bay lượn luôn mới ghê chứ anh em. Ôi chui giờ mà nó cho mình nhận cả Sasuke, Sasuke anh em à. Và vãi dữ nó cho mày thành tên là Sesuka. Hơi game hàng pha ke nên là không đặt tên giống được anh em à, mà nó đặt tên khác. Đây, hình ảnh thì nó giống thôi nhưng mà nó đặt tên khác nha anh em. Đặt tên khá là bựa. Vậy Sasuke vô đây thành Sasuka luôn mới ghê với anh em. Rồi ok thì bây giờ mình sẽ nhận miễn phí 200 vàng anh em à. Xem quảng cáo anh em sẽ nhận được 200 vàng nha. Bây giờ mình sẽ xem thử đây. Cùng mình xem quảng cáo xong thì mình nhận được có 632 vàng quá ta. À, vậy là mình xem phải 100 cái quảng cáo anh em à. Ôi vãi, trong cái quảng cáo mình mới nhận được 100.000 vàng. Wow. Wow. Hơi bị khó thốn quá nha anh em. Cái này không biết là khó tắt quảng cáo hay không, chứ game mình thấy quảng cáo là mình thấy không vui đó. À, cái dòng quay này nó rất giống với cái dòng quay mà ở bên game One Piece anh em. Quay sẽ tốn 1.000 và mình sẽ có cơ hội mình sẽ nhận được một cái con Ly anh em. Ly thì phải. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục mình trải nghiệm thử cái game này. Pan PVP với lại đối đầu, hôm nay mình sẽ quýnh với lại tự động thì phải nè. Sasuke bây giờ mình sẽ đánh với lại Shizuka. Phải đây, ố lộn. Cái này mình sẽ chọn nhân vật của mình chứ em. Mình sẽ chọn nhân vật của mình nè. Đây, chọn và sẽ chọn bên đây. Rồi ok, chiến đấu. Mình có thể là chọn được cái map đây nè mà. Suối nước nóng đằng lá. Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô và sẽ đánh thử nha. Wow, Sasuke cầm cái kiếm đó nè mày. Đây, vô luôn. Ây xa. Oh, combat hơi bị phê nha anh em. Ây da, có thể là bay lên bay xuống được nha anh em. Đây, dạ dạ. Oh, phẹt. Ây trời. Naruto nó vừa mới sử dụng chính xài nhẫn thuật thì phải anh em. Ui, chạy. Có cái này. Ây da, chết, phải trúng cây phi tiêu của nó. Ủa, quấn trên không luôn em à. Ôi, game này nói chung là cũng khá là hay chứ nè. À, cái này mình phải quấn liên tục thì mới đầy cái ống năng lượng được em à. Cái skill cuối, ây da, chết này. Ui, khó vậy ta. Chết luôn. Ui, khó kinh khủng khiếp em à. Hồi sinh ngay thì anh em sẽ phải xem quảng cáo. Một cái quảng cáo của cái game này nó tới 30 giây anh em mà hơi bị lâu luôn á, cho nên là thôi. Ok, thì bây giờ mình sẽ tiến hành, mình sẽ đi nâng cấp xem thử là có nâng cấp được hay không nha anh em. Đây, bây giờ mình sẽ nâng cấp Sasuke lên Sasuke là class E cộng nha anh em. Nâng cấp mỗi lần nâng cấp sẽ tốn 550 vàng, và mình sẽ nâng cấp mình được 9 nè. Cấp 3/9 nha anh em à, máu nè, tấn công, tốc độ, trời tốc độ gì tới 12.000 dí nè. Kinh khủng khiếp vậy ta. Naruto. Mình nghĩ là chắc có thể là quýnh được con Naruto mới nãy rồi đó anh em. Mình sẽ chọn Sasuke. Sasuke chứ không phải là Sasuke nha anh em. Cái tên bữa vãi. Hồi nãy giờ mình quên để ý Naruto trong game mình nó tên gì nữa anh em. Phải. Vô. Mày hả bưởi. Mày hả bưởi. Ây da. Xong phim mày rồi. Xong. Ôi trời, con Naruto nó trâu vải này mà. Naruto nó trâu vải. Trâu cực.
Vậy à? Ôi, chết rồi. Nó không quá cậu vậy anh em à. Wow. Ôi trời, chơi combo skill mà không được nhiều máu như thế nè. Ây da. Ôi, à mình có cái nút gồng năng lượng anh em, cái nút này gồng năng lượng nè. Chạy. Gồng năng lượng. Ây da, ây da. Ủa mình nó mất tiêu chạy. Rồi luôn, chết ngắt. Wow, vậy là có cái nút gồng năng lượng đó anh em. Ôi cái game này cũng nhận là nó khó ghê luôn anh em à. Cực kỳ khó nè. Wow, chết nữa anh em à. Ôi làm sao mà có thể là quýnh được cái con quỷ Naruto này bây giờ trời. Game mình nó nhiều quảng cáo vãi nữa mà. Quýnh xong chẳng nó sẽ mình mặc dù mình không bấm quảng cáo nhưng mà cũng tự động quảng cáo thôi. Nhưng mà game này nó nhiều quảng cáo. Đó anh em thấy không? Chơi cho mà nó thêm quảng cáo là không nhận game này nó nhiều quảng cáo vãi luôn anh em à. Quá là nhiều quảng cáo luôn á. Thua. Bỏ tay chấm cơm tưởng là giờ mình chủ yếu mình giờ mình trải nghiệm với anh em xem thôi chứ nhiều quảng cáo cũng hơi chán rồi nè. Đây bây giờ mình sẽ nâng cấp. À, chúc mừng nhận được một cái nhẫn thuật, cái nhân vật được nâng cấp rồi anh em à. Ý gì vậy là mình lên cấp 5 rồi mình sẽ nâng cấp được cái nhẫn thuật anh em à. Giờ mình sẽ lên 8/9 của anh em. Hiện tại bây giờ là HP của mình là 9000 rồi. Tấn công 355 mà tốc độ nó vẫn giữ nguyên, năng lượng lên được 200 nha anh em. Bạn đã mở khóa 2/57, 2/57 con hả? Dù tướng nha anh em. Naruto Củ Vĩ nè. Đây là tên gì đây? Tarunoshit. Phải. Kime nè, Kisame nè. Rồi Dark Taruno. Đây là Taruno giúp phải là Naruto nha anh em. Itachi. Rồi vậy tên nó đảo lộn sằng ổ chứ anh em à. Otsukagu. Rồi Moduro. Rồi, đây là cha của Naruto. Leslot 4 Minato anh em, bên này Minato, cái này là Kuro, Ford Ninja, Deira, Daga, Dara, qua đây hẹn Deira anh em à, Zaya, Zizaiga và cái này Kato anh em à, anh bên kia là như là Kabuto thì phải anh em, ok, trời mua với giá 126.000 vàng anh em à, con này mua bằng kim cương, 450.000 vàng, ôi cày đâu ra tới 450.000 vàng trời. Quá là khủng khiếp anh em ơi. Tiếp tục tiếp tục đánh lại nha anh em. Mình sẽ bêm lại để xem sao. Ôi không thể nào mà. Chắc là mình sẽ phải xem quảng cáo nhiều thì mới có thể nâng cấp cái con lính của mình nó mạnh lên để có thể là win được anh em. Đuổi nha. Ây chà. Mày á bưởi. Mày á bưởi. Ây dạ. Ây dạ. Trời ơi, mình nâng cấp cỡ đó luôn mà win còn không lại con Toruna đấy anh em à. Ây da, trời ơi. Ây da. Wow. Ôi, mạnh vãi anh em à. Naruto này nó mạnh với người ta. Chạy 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 chạy. Chạy 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 ra chạy ra. Bây giờ mình sẽ gồng năng lượng nha anh em. Ây da. Wow. Mỗi lần quýnh xong mình sẽ chạy mới được. Không năng lượng, rồi luôn, chết ngắt luôn anh em à. Ôi nó mạnh vãi anh em à. Nó mạnh kinh khủng khiếp luôn á. Nó đông lại luôn anh em. Mà quảng cáo suốt luôn anh em à. Rồi bây giờ mình sẽ quánh thử bằng chuột thêm thử. Phải chi mà cái này bằng trên điện thoại thì nó dễ quá anh em. Trên điện thoại thì nó dễ quá. Đây thì nó hơi khó điều khiển xíu. Này, Taruno, Taruno. Taruno, ây da. Trời ơi, nó quýnh loạn sàn hậu hết cái đường anh em. Chạy, chạy, chạy. Ây da. Trời ơi, nó gượt hơn mình anh em. Chết luôn anh em à. Chạy rút ra, rút ra, rút ra. Gồng năng lượng, gồng năng lượng. Chạy, chạy ra. Chạy ra thôi anh em. Chứ giờ quýnh không lại anh em à. Skill cuối. Wow. Ui, bàn tay to vãi. Ây da. Trời ơi. Gồng năng lượng tiếp. Mày á bụi. Gồng năng lượng. Gồng. Gồng. Gồng năng lượng. Gồng năng lượng. Thôi chạy thôi chạy thôi. Ây da. Cái này nó không có nút. À có nút đỡ nè anh em. Ây da. Trời. Oh. Skill cuối. Củ vĩ luôn anh em à. Quá là bá đạo. Thua nữa nè. Wow. Hồi sinh với 30% HP. Nhưng mà bắt buộc anh em phải xem quảng cáo thì mới có thể là hồi sinh được nha anh em.
Công nhận cái game này nó quảng cáo nhiều vãi anh em à. Cứ quýnh xong trận là sẽ có quảng cáo, quýnh xong trận là sẽ có quảng cáo anh em. Ôi trời trời trời. Ây da. Trời ơi, con tham chi thật nó mới ghê chứ anh em. Mày giả bưởi. Mày giả bưởi, mày giả bưởi. Ây da. Gồng năng lượng, chạy thôi chạy thôi chạy thôi. Ui trời. Chưa đi chân mà hết nửa cái máu nè anh em. Căng là sĩ chứ. Cho nó chơi chiêu gì đây. Mình sẽ đỡ nha anh em. Ôi trời. Ui không đỡ được luôn em à. Quá là mạnh anh em ơi. Quá là ghê gớm. Còn nhận boss này nó mạnh vãi. Quá con bình thường anh em à. Cái con đầu tiên thôi mà quýnh không lại nữa nè. Quýnh loạn xạ ngầu hết hết thấy đường luôn em. Rồi luôn xong phim luôn. Xong phim luôn rồi. Xíu xíu tí nữa xíu, chút xíu máu ra anh em. Ok. Ok trời trời trời. Mình chỉ còn có một chút chiêu chiêu map thắng luôn mà nó cũng có quảng cáo nữa mới ghê với anh em. Vãi game giùm nó quảng cáo nhiều kinh khủng khiếp luôn á. Trời ơi xem quảng cáo xong được có 156 đồng à. Vãi màn đối đầu. Ui tính ra là mình nghĩ là anh em thích có thể là trải nghiệm thử thôi chứ mình nghĩ là không nên chơi đâu cái game gì mà toàn quảng cáo không thôi anh em ơi. Quá là nhiều quảng cáo, cực kỳ nhiều quảng cáo luôn. Đánh đấm thì nói chung là cũng vui á nhưng mà quảng cáo nhiều quá nó cũng hơi bị chán anh em à. Đây, bây giờ mình không biết là có cái chỗ để có thể là tắt quảng cáo hay không anh em à. Tiếng Việt trung bình nâng cao ở đây hình như là không có cho anh em mua cái gói mà bỏ quảng cáo rồi anh em. Học nè, ưu đãi nè. Các gói. À, cái gói bỏ bao quảng cáo là giá là 46 ngàn đồng anh em à. Trời ơi, ôi cái gói thành thằng thánh 1 triệu mốt. Wow. Cái Orochi gói tối thượng, gói nhân tài làng Chunin, gói thần thủ 25 20k. 45 46 ngàn anh em à, được 30 ngàn vàng với lại sẽ tắt đi quảng cáo nè. Rồi. Game gì mà quảng cáo kinh khủng khiếp luôn mới ghê với anh em. Đừng bỏ lỡ nè. Ưu đãi. Đó thì anh em thích có thể là mua về tải hay trải nghiệm hoặc là mua gói cho nó đỡ và xem quảng cáo. Giống như mình mỗi lần vô chơi thì sẽ có quảng cáo vậy anh em à. Chơi cay thật sự chứ. Tập luyện chơi theo cốt truyện là bây giờ mình sẽ chơi theo cái cốt truyện để xem sao. Ok, để mình xem thử là chơi theo cốt truyện nó sẽ cho được nhiều vàng hay không anh em. Nghĩ là chơi theo cốt truyện nó sẽ dễ hơn so với lại lại mà chơi theo cái hồi nãy anh em à. Ây da. Ôi, chơi theo cốt truyện nó khỏe hơn mà anh em. Trời ơi, chém quá hai nhát mình chết ngắt nhỏ luôn nè. Quá là ghê gớm. Hồi nãy mình phải vô chơi theo cốt truyện là nó êm rồi anh em à. Chơi nãy quýnh mình ba má nhà nông ga luôn anh em. Phẹt. Trời ơi, ủi phát một chết ông thầy luôn anh em à. Kakashi cứ đánh xong lại một trận nữa cho mình và xem quảng cáo mình cho nó một sao anh em à. Quảng cáo hơi bị nhiều á, cho nên là cho một sao thôi. Rồi, ly nè, gốc ly. Ok, chắc mình nghĩ chắc mình nháy một chết ngắt rồi anh em à. Trời ơi, ủi phát một chết tươi luôn này mà không cần phải nháy thứ hai luôn á. Không xem quảng cáo này mà xem quảng cáo tốn thời gian quá. Ôi đối đầu với lại Sasuke nên anh em. Shizuka. Thẹt. Trời ơi, ủi phát một chết tươi luôn anh em à. Hồi nãy giờ mình nâng cấp quá là nhiều anh em. Còn Shizuka mình nó hơi bị vip nha anh em. Để mình vô mình xem thử hiện tại bây giờ mình đang được bao nhiêu vàng anh em à. Nãy giờ mình quýnh theo khúc chuyện á. Wow, được 3k mấy vàng rồi anh em à. Bây giờ thì mình có thể là 10.000 mình mới có thể là mua được thằng này. Và 12.000 mình mới sẽ mua được con nhỏ này nữa. Wow, 25.000 mình sẽ mua được Naruto này nè anh em à. Một con tướng Class C nha anh em, C cộng là gốc ly, 85 kim cương. Chà, 60.000 thì mình sẽ mua được Sasuke mà ở phiên bản này nha anh em. Một thêm cái đôi cánh đây nè. Đôi cánh bằng hai cái cánh, hai cái bàn tay. 60.000. Trời ơi, chừng nào mình mới có đủ tiền mua 6.000 đây. Thôi bây giờ mình sẽ cứ nâng cấp con Sasuke chết rồi. Bây giờ mình không có mảnh thì có thể là tiến hóa con Sasuke lên nữa anh em. Túi linh hồn nè. Trời ơi, cái túi linh hồn này anh em sẽ phải mua nha anh em. Bằng vàng à. Mua 50 linh hồn. 50 linh hồn sẽ tốn là 800 vàng để mình mua mình trải nghiệm thử xem sao. Trời. 800 mà chỉ mua được có một cái thôi anh em à. Mà bây giờ mình muốn up cái con Sasuke lên thì mình phải tốn tới 12 viên đó rồi anh em à. 8.000
9.600 anh em à. 9.600 thì mình mới đủ. Wow, một con số khá là khủng khiếp. Chết luôn, bây giờ mình đâu có đủ vàng để mình mua anh em. Rảnh ngồi xem quảng cáo từ sáng tới chiều luôn, chắc mình nghĩ là chắc là đủ anh em. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục quánh. Tiếp tục thôi. Cứ mỗi lần quánh xong chặn sẽ quảng cáo. Khó chịu ghê gớm anh em. Chạy thôi. Thôi, hơi trâu hơn xíu rồi anh em. Rồi xong phiên. Chơi 10 phút quảng cáo hết 9 phút rồi anh em. Quánh chặn có 3 nốt nhạc là xong rồi. Xem quảng cáo hết 30 giây nữa. Đấy, tính rằng chặn là nó hết cả phút luôn anh em à. Ai da, chắc là hình như là mình vô lộn map hay sao anh em. Xong ly nữa mạnh dưới nữa. Ai da. Ôi, à, nãy giờ nó đỡ mình em mà nãy giờ nó chống đỡ. Hay là nó sử dụng cái skill gì đó, có thể là tăng kháng lên thì phải. Quá là nhiều quảng cáo anh em à. Đây, bây giờ mình xem thử là hiện tại, bây giờ mình đang được bao nhiêu vàng ở đây. Cái này mà rảnh có thời gian cày vàng cũng được anh em. Đây, rồi quánh mấy chặng mà mình được tới 4.000 mấy vàng anh em à. Tính ra là nó cho vàng cũng nhiều nhưng mà bực bội cái là nó quảng cáo hơi nhiều thôi. Ở đây khi mà anh em đạt đầy cái ống sao này anh em sẽ qua được những cái map tiếp theo tiếp theo. Wow, nhiều map nha anh em, rất là nhiều map nè. Ở cái map này tới 60 sao lận. 60 sao là 20 ải nè, mỗi một ải là tương đương với lại 3 sao, 10 ải là 30 sao, 60 sao. Thì hiện tại giờ mình mới được có mười mấy sao thôi à. Tiếp anh em, quýnh thêm một trận nữa. Thằng này tự nhiên mình quên tên mất tiêu rồi ta. Thằng này như bên làng sương mù không anh em, trong cái biệt đội sát thủ như vậy. Nếu mình nhớ không lầm thì nó ở trong cái nhóm sát thủ. Ok, xong rồi anh em, finish rồi, quảng cáo luôn nha. Nói chung quảng cáo cho cũng khoảng tầm có 15 giây anh em. Tính ra nó cũng rất là tốn thời gian đó. Rồi ok, đây là cái tựa game anh em à. Ninja Statesman 5. Mình không biết cái tựa game này nó ra từ lúc nào anh em. Thì mình vô trong cái phần tìm kiếm bảng xếp hạng nè, mới nè. Đó, mình vô đây thì mình vô tình mình phát hiện ra là cái tựa game này nó có nằm trong đây nè anh em. Đâu có tiêu ta. Mình cũng tải được thêm một mớ mấy cái tựa game mới mới đây. Chiến binh huyền thoại ha. Ủa, mấy chiến binh huyền thoại khác anh em à. Ủa, cái tựa game Ninja nãy mình tải nó nằm đâu ta. Ở đâu mất tiêu rồi anh em à. Nãy mình tải là mình nhớ là nó nằm ở khúc trên trên thì phải anh em. Sao bây giờ mình không thấy ta. Anh em đợi xíu mình tìm lại thì xem sao nha. Ủa đây, hình như là cái tựa game mà thì anh em đã cài đặt nè. Đã cài đặt. Ủa, hay là cái, đúng rồi, hình như là cái tựa game này thì phải anh em. Chiến binh huyền thoại này thì phải. Phát, đúng rồi. Hình như là nó đó anh em. Nếu mà mình không lầm. Ủa, đang tải chiến binh huyền thoại nè. Đúng rồi, đây là cái tựa game đó nè anh em. Nãy mình lít vô nó bị đứng hình luôn anh em. Đây, nó nè. Đây, rất là nhiều lượt đánh giá và mình thấy là mấy lượt bình luận mới không anh em. Để bây giờ mình xem thử cái game này nó ra mắt hồi đời nào anh em à. Xem tất cả bài đánh giá nè. Liên quan, để mình xem thử cũ nhất không ta. Gần đây nhất, liên quan nhất. Để mình xem thử 1 tháng 9, 6 tháng 9, 2022. Nhanh lên thử. Naruto ngầu quá đi. 25 tháng 8, 30 tháng 8, 3 tháng 9. Mình thấy là bình luận cũng mới đây thôi anh em à. 4 tháng 9 không à. Mấy bình luận toàn là mới không anh em. 27 tháng 8 nè. Vậy là tính ra lấy game này chắc mình nghĩ là ra hồi tháng 8 anh em. 30 tháng 8, 27 tháng 8, 26 tháng 8 là cái thời gian là nó lâu nhất rồi anh em à. Đây, bình luận toàn là mới không anh em ơi. 2 tháng 9, 31 tháng 8, 29 tháng 8 nè. 7 tháng 9, 27 tháng 8. Bài đánh giá để mình xem được có ai chửi em game chơi cực kỳ hay luôn nhưng mọi người nên tải về chơi. Mình thấy là nó cũng hay anh em nhưng mà bù lại ôm 18 tháng 8 anh em à. Ok, thành cho 1 sao. 20 tháng 8. Ok, thôi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây nha anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo của cái tựa game nào đó mà anh em thích. Anh em có thể đặt comment những cái tựa game mới mà anh em thích ở đây để mình sẽ tải và trải nghiệm up lên cho mọi người cùng xem. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo nha. Tạm biệt anh em, bye bye anh em.